Hello anh em buổi trưa nha. Thì nước tẩy lốc này ấy, thì hôm nay mình sẽ pha đậm đặc hơn cho mọi người nha. Đấy, về nhà anh em có thể pha thêm. Và anh em lưu ý ở đây, đôi tay của mình hồi giờ mình ít rửa xe nữa rồi. Thì tùy theo cái da tay của mọi người nó có dị ứng hay không. Còn với em cái này vào nó không sao cả. Đó. Và nhiều anh em sợ, nói chung là những nước tẩy rửa lốc mà nhiều anh em sợ thì anh em có thể chạy ra ngoài tiệm anh em mua bao tay này, đó, để chúng ta pha chế và đồng thời chúng ta xịt nó đỡ ảnh hưởng với cái tay của anh em, bởi vì có nhiều anh em dị ứng cái nước này, còn với mình thì chẳng bao giờ bị bởi vì nó chẳng dị ứng hay sao á. Đó. Thì cái này nó cực mạnh cho anh em ở trạng thái tẩy ở lốc bên ngoài, mình đã pha cho anh em đậm hơn này. Thì lúc này giá tiền vẫn không thay đổi nha anh em, 60k. Thì về nhà một chai này anh em có thể pha với 5 chai nước. Đó. Hoặc là những lốc nào nó cứng đầu thì anh em có thể pha một chai thành hai chai. Còn những cái xe ga thì anh em có thể pha 1 đến 5 chai cũng được. Đấy, rất lợi nhuận. Hôm nay mình sẽ pha thêm cho anh em đặc. Đấy, săn om luôn. Giá vẫn không đổi nha mọi người. Mình định lên mấy ngàn mà thôi, với giá cũ 60k. Đó, mình sẽ pha đậm hơn. Đó. Thì những cái xe mà đầu bò nào tùy theo anh em ở cái nơi nào, nơi cứng đầu thì anh em có thể một pha một trên một. Đấy, pha nước lọc của mình á, nước dùng hàng ngày chúng ta. Đó. Còn anh em nào sợ dị ứng thì anh em đeo vào tay vào. Nước này nước tẩy ngoài nha anh em. Còn cái này tẩy ở trong động cơ, cái này là tẩy dầu nhớt, bao trắng hơn cả ngọc trinh. Đấy, thì bây giờ đã có về rồi, thì vừa rồi nó ra hết. Bởi vì vừa rồi anh em cứ mua 10 tặng 1 nó không còn, bây giờ nó có khoảng 70 chai. Mới anh em nào ok vào toa mỗi người khoảng 5-7 chai, 10 chai gì đó. Cái này là để chúng ta tẩy bên ngoài nha anh em. Đầu bò Jimway, Sirius hoặc là những cái lốc của những dòng xe ga. Đấy, làm máy xuống xịt cho người ta. Lốc xe ga thì pha 1 thành 4. À, đổ chút xíu ra thôi, pha với nước lọc, nước rửa hàng ngày đó. Nếu chúng ta đang dùng á, nước mưa, nước tá lả thì tùng, không biết sao có nước. Đó, thì anh em sợ thì anh em làm này này. Được chưa? Đó. Chúng ta xịt tới đâu, chúng ta lấy cái máy rửa xe, chúng ta xịt tới đó. Đó. Pha vào trong lốc cái chúng ta xịt qua luôn. Đó, mua cặp bao tay này mấy ngàn xài mệt mỏi nha quý vị. Tay em thì không bị, nó sợ anh em nào dị ứng tốt nhất, bởi vì nó bằng cái loại tẩy rửa mà, bởi vì nhôm sắt nó còn ra, huống chi là tay anh em, nhiều tay anh em bị dị ứng á. Rồi thì anh em nào cần cái lốc ở tẩy ngoài thì làm đầu bò, làm động cơ, đầu tiên mở nhựa ra, chúng ta xịt qua cái lốc máy cho nó sạch. Đấy, rồi chúng ta giã máy ra, giã máy xong chúng ta tiếp tục dùng thằng này, trắng sạch sẽ. Khi mà anh em tẩy rửa ở trong dầu nhớt xong thì anh em lấy cái vòi anh em xịt khô. Và anh em lấy nhớt, anh em cho lại tất cả những ổ bi ở trong cái lốc. Để chúng ta tận dụng lại, chúng ta không phải thay. Còn bây giờ nhiều anh em xịt xong anh em để nước như vậy thì đương nhiên chả xét. Anh em xịt khô cái lốc. Đó. Bi bạc đạn số, bạc đạn lốc gen lung tung tá lẻ thì tung, anh em lấy nhớt anh em bôi vào là anh em lại xài lại. Đặc biệt anh em bi không hư nha, nếu bi ngon của anh em tháo ra làm sao lắp vào vậy không hư. Rồi, có anh em nào ok thì chúng ta làm khoảng 5-10 hũ ấy. Đó, về tẩy rửa rẻ 60k. Mẹ nhiều lúc trên mạng nó mổ hơn 100.000 chẳng ra sao, cái này có 60k về pha có thể được 4 bình. Được không anh em? Đấy, về nhà có thể để đậm hơn này. Đó, xanh. Đó. Ok không? Đó. Quá lợi nhuận luôn. Anh em nào làm động cơ, làm yếc gì, làm lốc gì, làm khoảng 5 chai. Về nhà sử dụng. Rồi. Trắng như bông bưởi hết. Xịt vào xong rồi cái vòi rửa xe bóp xịt là ok luôn.
Rồi, nồi niêu cung cấp bẻ độ cho anh em, chiều nay em sẽ trả hàng. Đấy, 110, 125, Click Valeo SH. À, con Tum chào 77, 77 chào con Tum. Rồi, anh em nào những muốn những cái nồi xe người ta chạy nhẹ ra tốc thì thay cái chậu bi vào. A-Black Lich SCR đời đầu Click. Thì anh em sử dụng cái chậu bi này. Chậu bi này không có cái quạt, bởi vì cánh quạt nó bằng là cái nhôm sắt rồi. Còn tất cả những dòng sau này đương nhiên nó sẽ xài cánh quạt bằng nhôm, thì chúng ta sẽ thay combo cả bộ. Rồi, ví dụ nó như kiểu 125 như thế này đấy, hoặc là Vision mới như thế này, thì đương nhiên nó sẽ xài một bộ. Còn cái loại 110 đời trước nó xài có mỗi chậu bi nha anh em. Rồi, cái này chúng ta sẽ lắp vào gia tốc cho khách hàng nào có nhu cầu muốn chạy để chúng ta để ba cho nó nhanh, vượt xe qua những chướng ngại mật, để bô cho nó lớn hơn. Đó, thì anh em nào cần thì comment. Rồi, hàng mới về nha anh em. Rồi, nồi cũng mới xong cho anh em luôn. Đấy, chiều nay anh em nào ok thì vào bờ nha, mưa gió quá. Đấy, tận dụng là làm chứ ít bữa nữa mùa mưa là làm không được. Ba cái nồi này tẩy rửa mùa mưa là xét hết. Rồi, anh em nào cần thì ok, cái này hết băng keo tí em đóng. Rồi, Nguyễn Nhật chiều nay trả hàng cho em luôn. Ok. Đó. Anh em nào cần thì comment nhé. Kiếm vào tù. Rồi, cái bộ này mình không bán nữa nhé. Cái bộ này để mình lắp xe nhà nhé. Đấy, mình tháo cái xe nhà mình bán rồi. Cái này để mình lắp xe nhà. Tí mình sẽ chiều nay dặn mình sẽ hàn tay. Rồi, ổ khóa này anh em nào cần thì comment nhé. Đó, ổ khóa này mấy trăm k này. Rồi, SU này anh em nào cần thì comment. Nhà sống tất cả đều ok. Nhựa hơi bể, về nhà có thể hàn lại hoặc có thể cắt hộp zin. Ở khách hàng nhiều cái hộp nó bị hao bình, hút điện, ở trạng thái bị giò trong này. Thì anh em muốn lấy cái hộp mà không bể, tránh tình trạng hàn lại, cắt. Anh em lấy cơ sắt cắt. Đó, bỏ cơ sắt vào trong này. Cắt. Cắt. Cắt, kéo cái này khoảng vài đường là xong. Lấy cái nắp này ra. Thay cái nắp kia vào, dán keo lại. Ổ khóa này còn ngon luôn. Rồi, chẳng bị gì cả. Mua bộ này thật sự về nhà bán lời được 50 ngàn, 100 ngàn bạc. Nói có tem với anh em luôn, mua bộ này 1,6 triệu mất tiêu rồi đó. Đó, 1,6 triệu ba món này, 1,6 triệu rồi. Thì chia nó ra bán thôi. Coi như bán hai cái món này thì lời được con SU thì có cái gì đâu mà. Nói thề với anh em, tiền ship ở đây nữa đúng 1,6 triệu bạc. Mua cái này ở 43, mua ở Đà Nẵng nha anh em. Đó, không phải là rẻ đâu. Đấy. Chứ không phải là ba cái đồ này anh em cho đâu. 1,6 triệu bạc anh em. Cảm thấy thích thì mình mua thôi. Rồi, xăng cộ lúc này mình đã làm xong nha. Chiều nay mình sẽ trả hàng nha. Chiều nay sẽ được 6 anh em thôi. Ngồi mài với cái này lâu lắm anh em ơi. Đau hết cả lưng. Đấy. Rồi, vét mới về, chiều nay mình trả hàng nè. Chứ cái này nó đâu phải là về ặc cái là có đâu anh em. Đó. Nếu mà có cái đồ này mình mới gửi cho anh em được. Chứ đôi khi nó thiếu hai ba món cái là gửi mọi người là không có được. Mọi người về nhà, mọi người làm, mọi người thiếu, mọi người khó chịu lắm. Rồi, Novo. Đó. Có một lần nó gửi cái lắt nhắt về, đâu phải là gia công có liền đâu anh em. Cái này Novo anh em có thể lắp chung với Airside. Mình bao anh em phê luôn. Riêng cái dòng xe Airside 135
ga dù, quả ga và Novo, anh em đẩy một cái này vào cái là bao phê nha anh em, không cần làm cái gì luôn đó. Nếu về bình xăng con đó, bây giờ mới về được có 100 con này mọi người này, đùa mọi người đâu đấy, không phải là uýt cái, bởi vì cái này nó khoan cái lỗ này rất lâu nha mọi người, mũi khoan gãy lên gãy xuống. Đây, to đùng này. Cái quan trọng là cái khoan cái lỗ này nó lâu này anh em này. Đó, nó khoan cái lỗ này nó lâu, cực kỳ là lâu. Đấy, lỗ này. Đấy, để gió đi vào này. Để lúc này nó quăng cho làm gì, tơi nhiên liệu. Khi kim ở đây sẽ là cái vít lơ, gọi là cái bét chính. Kim từ đầu này nó kéo lên, tìm một cái đường gió đi vào. Lúc này làm gì, chia gió cho nó đều, cho nó tơi xăng. Đấy, gọi là khí và xăng, lúc này nó sẽ làm cái hỗn hợp đấy, ở trạng thái được đưa vào trong động cơ trạng thái tơi đấy, tơi là anh em hiểu đơn giản như thế thôi. Rồi chiều nay những anh em nào Novo nhớ nhá, đấy vừa rồi toa vừa rồi, những anh em nào thiếu thì comment, đây chỉ có 100 thôi, 100 cục này thì may lắm được khoảng hơn 10 người, mỗi người khoảng vài con, lắp chung với Edsai nhá. Edsai đời, cứ đời Edsai là chúng ta vả vào được hết. Rồi còn cái bét chín đâu rồi biết. Rồi riêng cái này anh em mà A Black Click này, rồi Bay C nhá, bỏ vào cái là lượm nha, bỏ cái này vào là lượm nha. Bay C nè, Click này, A Black. Rồi AB nè. Đó, AB nè, Click nè. Bay C nè, Adcenter nè, Novo nè, biết bỏ vào là lấy tiền. Sư phụ có Bully SH không? Có Bully SH. Tiếp mấy anh trai này, K77 anh trai ơi, giá nó hơi cao một tí. Đây, K77. Đấy, ở đây nhiều thợ là không chịu vô cái mỡ ở trong cái ba cái trượt trong này, và đồng thời không tháo cái này ra bỏ mỡ vào trong này thì bully sẽ có hư nha anh em. Đây K77 nha anh Zin. Rồi những 110, 125 đồng giá 350k một cái Zin nha quý vị. 350 một cái. 110, 125. Rồi có rất nhiều anh em bộ đế này, anh em đóng ra nó bị zin càng, anh em nào mua 50k một cái nha. Rồi có lò xo thì lấy lò xo luôn, có phe lấy cà phê nha. 50k một cái nha anh em. Đây nó dính như này, anh em đập vào là thua, là càng bỏ luôn. Đó, nó dính như này, anh em đập nhiều quá cái đế này nó bị zin, nó bị zin nha, nó bị zin. Rồi thì anh em lắp vào thì đương nhiên nó bị zin, thì lúc này nó sẽ chạy hoàn toàn là buồn cười và thú vị. Nó nói chung là không còn chuẩn. Đấy, anh em nào cần bộ đế này 50k bao đế. Đấy, đầy đủ cho anh em, thích cà phê đầy đủ. Thích thì tặng cho vài lò xo 50k. Đấy, cứ 50k một bộ nha anh em. Đây 50k một bộ. Chưa kể ba cái chân này nó lỏng nha. Đó anh em táng nó cong nó zin ba cái đế này anh em không biết được, bởi vì cái này chúng ta phải có cái máy lên chúng ta xì rơ. Đấy 50k một bộ. Rồi hoàn đổ cái gì Zalo em nhá, 110 đúng không? Rồi 125 xịn nè, Click Valio nè, K59G nè, đẹp nè, cả 110 và 125. Rồi hai cái 700k nhá, 110 nè. Rồi SH này nó hơi cao hơn nha anh trai, SH này 500k một cái nha, thay vào có thể lấy 1,5 triệu bảo hành trong vòng 2 năm. Rồi em chỉ có hai cái SH K77 thôi, anh em nào ok chốt nhanh nha, 500k một cái nha, mua thị trường chắc không có. 500k một cái K77, em có hai cái, có anh em nào chốt không? 500k một cái K77, em còn một cái nữa, nếu anh Hoàng lấy một cái em còn cái về nhà mọi người rất sạch, mọi người xịt miếng nhớt vào, mọi người để lên cái tủ này
Rồi anh em thợ, thứ nhất là bán anh em thợ kiếm 200-300 trăm, còn bán cho khách 1,5 triệu nhá, bảo hành 1 năm. Nguyễn Hoàng ơi, Zalo hai bộ đế đúng không? Rồi 100 ngàn, tí nữa ok có lò xo em tặng lò xo luôn nha. Có phe là em tặng phe, tặng lò xo nha. Rồi kế tiếp nó sẽ là làm nồi và làm xăng. Em sẽ chỉ mọi người bóp những cái lò xo này và căn chỉnh những cái lò xo này, không cần phải thay nha. Đó, kế tiếp sẽ diễn ra khóa học online nồi và xăng luôn cho anh em. Đó, sẽ cho anh em khoảng 5 đến 7 đêm. Nồi họng ga TB cảm biến chúng ta phải chơi full. Đó, và làm bình xăng con. Được chưa? Đó. Đó thì anh em nào thì cần comment truy cập vào cái Zalo 0909755993 nha, để chiều nay mình trả hàng cho quý vị và anh em luôn. Đế này thứ nhất đấy là nó bị kẹt càng như thế này này. Đây. Ồ, nó kẹt như này là thua luôn. Nó kẹt cái này mình lấy không ra luôn, bố dũng sung lấy không ra luôn, nó kẹt cứng ngắc à. Thì trong quá trình kẹt này thì anh em đập ở đây khá là nhiều. Đấy. Đây. Nó như thế này là bỏ đế luôn này. Này. Đấy, bây giờ nó không ra thì anh em sẽ đập vào đây, hoặc là anh em sẽ lấy cái gì, cái tip anh em gõ vào đây, cái tip 39 40 mấy ấy, thì đương nhiên cái này nó sẽ bị zin ba cái đấy ở đây, như cái này là bỏ này. Đó, anh em thấy không? Đấy, đập quá ghê luôn. Đó. Rồi kế tiếp nó sẽ là khóa nồi và làm mình sang con. Anh em nào cần thì comment nhá, học từ 5 cho tới 7 đêm. Từ TV kéo cho anh em mãi thoải mái luôn. Đấy. Cho anh em điều hành xe FI nó dễ như thế nào. Và cái nồi cho anh em bật thoải mái luôn. Kế tiếp này sẽ có nhiều cái bài hay cho anh em. Thì anh em nào ok thì đăng ký nhá. Nồi và xăng. Đó, nồi và xăng. Hai cái này hiện tại đang là cái cách để chúng ta kiếm tiền nhanh nhất ở trên một con xe. Nồi và xăng là hai cái để chúng ta kiếm tiền hàng ngày nhanh nhất trên một con xe. Số hay là xe ga. Mọi người công nhận điều đó không? Không có cái gì nhanh bằng nồi và xăng. Thì có rất nhiều anh em hỏi, làm combo hai cái đó thì ok. Đấy. Và cái bình xăng con này. Đấy, chiều nay tổng thể 6 đồ A Black cho mọi người. Rồi thì cái A Black này và cái Novo này nó khác nhau một tí. Đấy anh em. Ok không? Thì chúng ta sẽ sử dụng A Black và Novo. Rồi cái này Novo này nó sẽ bầu to hơn so với A Black. Đấy, dầu hè to nặng. Ok. Rồi chiều nay. Rồi còn anh em nào thuần y giá rẻ thì ok nha, mình sẽ cung cấp tài liệu và bộ này về anh em pha chế. Còn anh em nào cần mỗi cái này thì anh em lên toa. Ở khu vực nhà mình có những dòng xe nào cần cái gì thì cứ lên toa. Tuấn ơi Attila, Tuấn ơi Exide, No, Tuấn ơi GS110, GS100. Nói chung là mãn nguyện cho anh em phục vụ về cái bịch xăng con này để chúng ta nhanh có tiền. Rồi để chiều nay mình sẽ gửi cái bộ này đi. Rồi cái này là thuốc tẩy anh trai ơi, Nguyễn Thư. Cái này là tẩy lốc ở bên ngoài, cái này là tẩy nhớt ở bên trong động cơ. Đó, anh em nào cần thì comment. Rồi anh em nào cần cái nhớt nano này đổ bao phê cho khách hàng thì comment, giá cũng cực kỳ là rẻ nha, nhớt nano. Rồi còn cái này là của nồi trước của SH K01, K77, K78. Đây. Rồi thì tất cả anh em cần cái gì thì chúng ta hãy truy cập vào cái Zalo luôn. Đấy, để chiều nay mình gửi hàng.
Đây, Zalo số này luôn. Đó, em chỉ cần cái gì cái fix cho cái địa chỉ toa, cần cái gì lên cái đơn. Anh Đỗ Hoàn, tí anh vào cái toa chiều nay em gửi luôn cho anh trai nhá. Cái đồ kia chắc anh sắp nhận rồi đó. Đấy, bu li bu yếc để đó, nó không thừa đâu. Anh em đừng có nghĩ rằng mấy cái này mua về bán sắt. Có đôi khi nó cần lắm. Cần lúc này chạy đi mua hàng phất, hàng quăng, nó không bằng cái đồ zin này được. Nha. Đấy, đôi khi không thể nào bằng cái zin này được. Đấy, ba cái hàng phất, hàng zin, hàng lô gì đấy. Về nhà rửa cho sạch, xịt cho nó miếng nhớt vào, để lên cái tụ. Đấy, hoặc là có băng keo này, quấn vào này. Đó, em ở đây thì không có thời giờ, một cái bully này lời có 20-30 ngàn, 20 ngàn, bữa nay bán đang rẻ quá. Đấy, 110. Em còn có vài cái à. Đấy, 125 full cho nhau hết, K27, K35, vân vân. Đây. Đấy. Được không? Mới cái này mua về nhà đừng có nghĩ rằng vứt bỏ, trong tương lai cũng phải sử dụng bởi vì nó khá là rẻ. Không có gì đắt cả. Ừ. Rồi, em cảm ơn mọi người. Tối nay em dặn em sẽ thiêu cho mọi người cái khóa xe Sparky này. Mày xe em riêng con xe này chẳng bao giờ chết đi xe cả, bởi vì xe nó khá là nhiều. Để treo lóng tóng rồi đi xe mà nó treo này mọi người thấy không? Đó. Đây này, bình xăng này em mới nhận làm 350, bình xăng của xe lôi. Đấy, ok. Xe lôi này bảo chạy hơi bị hực. Và đồng thời xăng uống như kiểu mà thác nước á. Đấy, vì xăng này có 2 lỗ mũi này. Em đã can thiệp 2 lỗ mũi và bét. Đó, 350, đồng ý mới làm nhá, bao phê. Đấy, mới làm xong này. Đó, cái này giờ chỉ cần lắp trên xe phát là vút ga là chạy thôi nha. Đó, xe lôi. 350 bằng thay cha bình xăng rồi. Và thay bình xăng vào chưa chắc đã ngon. Đó, anh này anh bảo đi cứ lưng kha lưng khưng. Bởi vì cái lỗ mũi trong này nó nghẹt hết thì làm sao mà ngọt được. Đấy. Rồi hàng về thùng rất nhiều nha anh em. Thùng. Chiều nay em trả hàng mọi người. À, kẹp trượt zin này nha mọi người. Kẹp trượt này mọi người thay vào nó không phá chậu bi nha. Đấy, còn kẹp trượt mà nó cứng quá thì mọi người sẽ lắp vào nó sẽ phá chậu bi nha mọi người. Đấy, một bì này 5 cái mọi người lấy bao nhiêu thì lấy 5 bộ. Đấy. 5 bộ nha, mọi người phải nói là một bộ. Đấy, lấy bao nhiêu bộ bởi vì một bộ nó là 3 cái mà. 53 là 15 cái là 5 bộ. Những cái kẹp này anh em lắp vào thì đương nhiên chậu bi nó sẽ không hư. Bởi vì khi nó trượt lên trượt xuống á, ở trạng thái á, nó không bao giờ bị mòn và đồng thời bị hư và đồng thời sinh ra tiếng kêu và đồng thời bị giật chậu bi nhá. Đấy, bởi vì nó rất êm. 110, 125, quý vị và anh em mỗi thứ vào khoảng 2 bi. Nó nhiều đồ quá anh em ạ, em vứt đồ là lung tung hết. Đau hết cả đầu. Đấy. Rồi, anh em nào cần cái gì đây, kẹp về tá lạ cho anh em hết đây. Tất cả là zin nha anh em. Đấy, để chúng ta lắp vào cho nó bảo vệ cái chậu bi. Rồi, mua bên sườn vậy, ở trạng thái giờ lửa lửa bỏ bỏ hụt hụt. Anh em nào cần thì comment. Rồi, mấy thùng cho anh em này. Đấy, buji này, mobin này gọi là mobin xịn nha. Về những dòng xe ga lắp chung được hết. Đấy, đề từ. Rồi, Fuel RSX Winner. Nói chung là tất cả những dòng Honda các bạn cứ nói là phun xăng điện tử lắp chung được hết. Không cần biết ở xe này xe đề từ hay là không đề từ. Rồi, anh em nào cần thì comment nha. Có khoảng vài thùng. 200 con nha. Rồi, 17 năm đích, chào 77. Đấy. 18 năm định hay 17 năm định em quên mất tiêu rồi. Nguyễn Dương, chào anh trai. Rồi, CKB, KX ở đây bữa nay nó chết khá là nhiều. Anh em nào cần comment bởi vì em nhiều đồ quá. Khá là nhiều. Mày nguyên nước tẩy này bây giờ nó về nhà nó chặt hết cả tiệm, nồi côn.
về mấy thùng nồi nữa, mới về mấy thùng nồi nữa này, mưa quá. Đây rồi, anh em mới gửi nồi 2 thùng này, đây mới về 2 thùng nữa này. Cái này ở bao nhiêu Thanh Hóa đó, ủ tiền ship chết tiền ship đó. Ok, chuẩn bị lại nắng lên để gia công cho mọi người, mưa quá. Nồi này mấy thùng, lên lên đây nữa, nhà em cứ đổi gom nhỏ nhỏ. Có mấy cái mang ra bán, mới ăn này là mới ăn ở trong hết rồi, mới ăn lôi ra, mới ăn bán, mới ăn kiếm tiền cà phê. Ok, rồi thôi, chiều nay em quan trọng nốt là cái này trả cho mọi người, để về nhà mọi người chọn, mọi người ngoáy, mọi người thay, mọi người lấy tiền ký không. Đây, mua những cái bì này vào cho mọi người. Ok, Novo bữa là đang thiếu quá mọi người ơi. Đó, này. Ok không? Anh em là mua riêng thì đương nhiên lấy số lượng thì anh em sẽ báo nhá. Còn bình thường này em chỉ chia ra 3 bì một người, bởi vì nó rất nhiều món. Anh Kiên lấy 2 bộ no and size, xài chung nha. Trời ơi, cái cờ này mà bây giờ anh em lắp cho and size và Novo ngon nữa, em đặt khoan đúng ok luôn cho mọi người. Lắp vào chỉ có phê thôi. Này như kẹo đồng đúng không anh em? Cái này nó phải đủ đồ chơi, nó bị thiếu 2-3 món là rất khó chịu. Rồi IA đồ khó nổ, mọi người cứ liên hệ với Đình Tuấn nha. Đừng có Yamaha anh em mà khó nổ thì cứ liên hệ mình phát một nổ ngay. Rớt dép là nổ nha anh em. Dù nó là trời nắng hay là trời lạnh. Những cái dòng xe ra mưa ở Bình Định, miền Trung này nhiệt độ mà nó còn lạnh thấu xương luôn mà xe ra và vẫn nổ nha em, khỏi cần kéo e. Rồi, cái buổi trưa livestream tới đây xin phép tạm dừng, anh em ăn cơm đi nha. Rồi, để em lên toa chút rồi đã, trả cho mọi người. Rồi đây đấy nha, đủ các loại dòng xe chơi nha. Rồi đây nữa nha anh em, bét phụ nha, rồi sáo bét phụ, rồi bét chính nha anh em. Đó, nó phải chơi phải toàn tập như vậy, sáo bét chính bét phụ, rồi hướng dẫn chọn ngoáy thay đổi là ok.
Rồi, xin chào mọi người.